Công an huyện Chợ Gạo vừa bắt giữ hai đối tượng trộm tài sản gồm Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Duy Cường cùng ngụ xã Tân Lý Tây huyện Châu Thành. Ngày 3 tháng 12, Cường và Đông đến khu vực ấp Đăng Phong dưới, xã Đăng Hưng Phước huyện Chợ Gạo, trộm xe mô tô đem đến tỉnh Long An cầm với giá 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài và bị bắt giữ. Công an huyện Cái Bè đang tạm giữ đối tượng Trần Thanh Hiệp, ngụ khu 4 thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè vì hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 12 tháng 10, Hiệp cùng Nguyễn Thành Giang, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, đến đoạn đường thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Quà, trộm một xe mô tô trị giá 40 triệu đồng và bị lực lượng tuần tra công an huyện Cái Bè bắt giữ.